Xin chào các bạn nhé. Nhà thuốc Đông y Khương Trờ hôm nay thu mua cây bướm bạc. Đây là cây bướm bạc các bạn. Ở đồi nhà Kim à? Hôm nọ tao mua của con ấy. Thế anh lấy một tín nữa à? Một tạ đi rồi. 47 cân rồi. Đây tạp qua không? Chặn phí. Tạp cùi rồi. 47 cân nhá, để sát vào cái chỗ ở dưới. Bỏ cái tải ra. Cái kia bổ ra nhưng mà nó trông nó muốn mưa làm sao mà làm. 47 cân. Cây đẹp nhỉ. Để cái tô nó bóc. 30 cân mát cho 30 cân nhá. Đây đây. Ở nhiều màu đậm nó cuốn hút nhiều. 30 cân. Đấy. Nếu mà nắng anh để lấy về bông để đây không có lúc nào không có cây đấy. Về đang sẽ cải tạo cái đuổi nhiều. Cái này nhưng mà hôm nọ lấy nhiều quá rồi. Hôm nọ anh thấy anh lấy 180 cân là em quay em thấy. Đấy. Mà nên nó chạy khi lấy nhỉ, qua hồi đấy em lấy. Cây này ở trên. Có cơ. 34 cân. Thôi được, đừng cho vào, cho vào bò kia. 34 cân. Và nốt hai củ vào. Thì 48 cân. Ngon tí chưa được, 48 cân. 48 5 viết 5 nhớ 1 1 là đi 5 5 8 5 8 11 15. Nếu mà chú lấy nó cũng chạy để lấy ra không còn tầm 1 ngày đấy. Thế mới chạy được 1 bó bao đến nào. 7. Trong 1 bó trên đùi thì cũng lấy thôi. 777 cân. Đây. Đây là cây bướm bạc các bạn nhé. Hoa trắng, đây là loại cây. Cây. Cây này thì nó chỗ nào nó có nhiều chứ còn nó bản thân nó không dễ. Chỗ nào không có thì tìm cũng không được các bạn nhé. Đây là cây này là cây nóng các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay bổ qua rồi để băm nhưng không băm được. Cây này để làm thuốc ho này, thuốc khớp này, thuốc thận này. Nói chung là làm nhiều thuốc lắm. Đây các bạn nhìn thấy này. Hơn một tạ này. Cái này nó có quả nó bé bé này, ăn nhân nhớt đi. Cái này đó, có chứ nản à? Nản ở đất có nhưng mà thỉnh thoảng mới lấy cây này thôi. Tôi... hôm đó đi nước ngập lấy một đoạn vác mày vào tao vác một đoạn đấy mà mâm phải chắc phải được 2 tạ. Hôm nào nắng ấy, tranh thủ lấy đào cái cây nhát rừng nhát châu ấy nhá. Thế nhưng mà từ mùa em đi nếu mà nắng quá đi làm mới phải là nắng như không? Mưa này vì mày chỉ không làm được cái gì thì nó dính đất thì đi đào cái cây tốt nhé. Chứ nắng này mày tao mày nói mày đào há mồm ra luôn. Rồi em đào hôm bây giờ không em ngán làm quá đấy nhiều quá. Bây giờ hôm cái cây kia chỉ có nắng thì mới làm, à mưa thì mới làm chứ nắng không làm được. Đi vào giả tiền chưa này. Cái bên nào còn bó nữa lấy kiểu mai mang vào chỗ. Thế mang nốt thì bó ra nhá, xong không lấy nữa nhá. Bó vào vứt nào thì còn một bó trên đùi không mang luôn. Cơ mà nó chặt thì còn nhiều lắm. Lấy một bó kia ra nữa thôi không nhiều quá. Mày bảo bây giờ có một vị mà lấy như mấy tạ trước tạ 8 rồi. Xong mà thấy anh là không làm được và có lúc cần thì không có cơ. Bỏ xe ra đi.